Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta phước hạnh để sinh hoạt trong hội thánh mà Chúa Ngài ban ơn để chúng ta cứ tiếp tục đón nhận ơn của Chúa đồng đầy đời sống của chúng ta và chúng ta làm nguồn phước cho muôn người. Trước khi chúng tôi chia sẻ lời của Chúa, có đôi lời chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các thầy cô, những người lo tổ chức cho Thánh Kinh mùa hè. Thật là một cái tuần lễ đầy phước hạnh của Chúa. Chúng ta thấy rất là nhiều thiếu nhi đã được cơ hội để đến nhóm lại học hỏi lời của Chúa. Người lớn chúng ta cũng có những thời giờ rất là phước hạnh. Nên cảm ơn quý vị đã tổ chức cũng như là yểm trợ cho vấn đề tổ chức. Cả cơ sở của chúng ta, hai tòa nhà đều có những cái trang trí để biến nó trở thành một không khí rất là thích hợp cho chủ đề của chúng ta năm nay. Đó là ở trong những cái cuộc chơi bước đi trong cuộc sống của chúng ta, có những khúc lượng quanh, có những ngã rẽ trong cuộc đời của chúng ta. Và cảm ơn Chúa khi chúng ta có Chúa ở cùng và dẫn dắt chúng ta thì chúng ta có thể đi những con đường tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta thời giờ phước hạnh đó. Sáng hôm nay trước khi tôi chia sẻ lời Chúa cũng xin được hoan nghênh chào mừng một người khách cũng khá đặc biệt với chúng ta. Đó là tôi muốn giới thiệu thầy Lương Tâm là hội thánh Suya với VBC của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thầy hầu với Chúa với cha vợ của mình ở hội thánh Trà Vinh, là nơi mà vợ tương lai của anh Thiện đang sinh hoạt. Thì chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho hai hội thánh của chúng ta trở nên hội thánh Suya vì có cái tình thông gia này. Xin Chúa Ngài ban phước trong ơn của Chúa. Ngài khen Chúa chúng ta vì Ngài là đấng ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể làm nguồn phước. Ở buổi sáng hôm nay, nhân ngày lễ của những người cha, tôi xin mời hội thánh, đặc biệt là quý ông, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một cái đề tài mà tôi tin rằng rất cần được nhắc nhở ở trong ngày hôm nay, nhất là trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Đó là di sản của một người cha. Di sản của một người cha là cái điều gì đó người cha để lại không phải cho con của mình nhưng mà ở trong con của mình. Và bởi phước của Chúa thì chúng ta có thể tiếp tục được ơn của Ngài và chúng ta thấy thế hệ kế tiếp của chúng ta sẽ mạnh mẽ càng hơn so với thế hệ của chúng ta. Nếu chúng ta làm đúng theo như lời của Chúa dạy thì xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta cùng được nhắc nhở lời của Chúa trong Thi Thiên 112 một lần nữa. Tôi xin thiên đọc anh chị em theo dõi để chúng ta cùng để ý đến phước hạnh và lời hứa của Chúa cho gia đình của một người kính sợ Chúa là như thế nào. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Con cháu người sẽ cường thịnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước, của cải và giàu có đều ở trong nhà của người ấy, và sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, tức là người hay làm ơn, có lòng thương xót và công chính. Phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn và điều hành mọi công việc trong sự chính trực. Người công chính sẽ chẳng hề bị rúng động, kỷ niệm người ấy còn đến đời đời. Người ấy sẽ không sợ cái tin dữ, lòng người ấy vững bền, tin cậy Đức Giê-hô-va, lòng người ấy kiên định, chẳng hề sợ hãi, cho đến khi người thấy các kẻ thù mình bị đánh bại. Người ấy rải tiền của bố thí cho người nghèo khổ, sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Sừng người ấy sẽ được ngước lên trong vinh quang. Kẻ ác thấy điều đó thì tức giận, nghiến răng và bị diệt mất. Tham vọng của kẻ ác sẽ tiêu tan. Đêm Thi Thiên tuyệt vời cho chúng ta thấy những cái điều kiện mà khi có đó thì lời của Chúa nói rằng phước cho người nào, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và hết lòng yêu thích các điều răn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Con cháu của người ấy sẽ cường thịnh ở trên đất, dòng dõi người nghe thẳng sẽ được phước. Ở đây chúng ta thấy công di sản đã được chuyển giao, công di sản đã để lại cho con cái hậu tự. Khi một người kính sợ Đức Giê-hô-va và hết lòng yêu thích điều răn của Chúa thì lời của Chúa hứa với chúng ta một điều hết sức là chắc chắn và mạnh mẽ tại đây, đó là con cháu của người ấy sẽ cường thịnh. Chữ sẽ tại đây cho chúng ta thấy là một cái chuyện tương lai nhưng mà rất là chắc chắn. Đó là kết quả của những người kính sợ Chúa và rất yêu thích, không phải chỉ yêu thích thôi nhưng mà rất yêu thích các điều răn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, nhất là những người cha, hãy nhớ điều này. Chúng ta trong vai trò người cha, mỗi người trong chúng ta có khả năng để lại một di sản mạnh mẽ cho con cái của chúng ta và các thế hệ mai sau. Cho nên chúng ta thấy rằng một người cha yêu thương khôn ngoan sẽ tạo nên sự khác biệt mạnh mẽ trong cuộc đời của một đứa trẻ. Mỗi người cha đều có thể để lại dấu ấn lâu dài cho con cái của mình. Di sản không chỉ giới hạn ở trong di chúc hoặc là tài sản thừa kế. Nó quan trọng và đáng kể hơn nhiều so với lại tiền bạc. Di sản mà người cha để lại liên quan đến những thứ mà người ấy truyền lại cho con cái. Những gì ông ấy dành cho con, tình yêu thương,
sự hỗ trợ, trí tuệ, tình cách, tình cảm, tính cách và niềm tin. Thì nó để lại một cái dấu ấn trong cuộc đời của con cái của mình. Di sản lớn nhất mà chúng ta truyền lại với tư cách là những người cha không phải là tài sản thừa kế của chúng ta. Nó thậm chí cũng không phải là danh tiếng tốt mà chúng ta để lại. Mà đó là một cái di sản thuộc linh mà chúng ta trao cho con cái của mình, mong muốn chúng bước đi trong con đường của Chúa. Vua David khi ông về già và biết rằng thời gian của ông trên đất đã sắp hết, ông đã nói với con trai của mình ở trong Sử Ký thứ nhất chương 28 câu số 9 như thế này: Còn con, Solomon, con của cha, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng, hết ý mà phụng sự Ngài. Vì Đức Chúa dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, hẳn Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Đây là một chuyển giao hết sức là quan trọng. Mà vua David, một người có một cái tấm lòng vừa lòng Đức Chúa Trời. Ông biết rằng cái thời giờ mà ông và ở trên đất này sắp hết. Một chỗ khác ông nói với Solomon là rồi ông sẽ qua đời và đi ở nơi tổ phụ đang ở. Hay là ở nơi mà lời của Chúa trong Tân Ước nói rằng ở tại trong lòng của Abraham. Cái nơi mà Chúa Ngài dành cho những người kính sợ Chúa. Thì chúng ta thấy ở đây, vua David biết cái thời giờ đó sắp hết. Ông nhắc nhở, ông để lại một di sản, ông chuyển giao đức tin của mình cho con cái của mình trong việc xác nhận cho vua Solomon là người sẽ lên ngôi kế tiếp vua David. Còn con Solomon, con của cha, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha. Đây là điều hết sức quan trọng, đúng không em? Không phải Đức Chúa Trời của tổ phụ của chúng ta hay là Đức Chúa Trời của thế giới này. Nhưng mà con hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha. Điều này cho thấy hàm ý David biết Đức Chúa Trời. Và ông có một cái sự nhận biết Đức Chúa Trời một cách rõ đến độ ông nói rằng Solomon, con hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha. Điều mà chúng ta cầu nguyện để tất cả những người cha đều có thể nói với con trai của mình, con gái của mình ở trong nhà: con hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha. Không phải Đức Chúa Trời của một sư khánh, không phải Đức Chúa Trời của ai ai đó, nhưng mà Đức Chúa Trời của cha, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của cha. Cha có một cái mối liên hệ với Ngài một cách riêng tư. Cha có một cái hành trình với Ngài, trải nghiệm Ngài trong đời sống. Con phải biết Đức Chúa Trời của cha. Đây là điều hết sức là quan trọng. Em rằng ngày hôm nay có nhiều người đi nhà thờ, nhưng mà họ chưa nhận biết Đức Chúa Trời một cách riêng tư cho mình. Họ nghe anh kể về Đức Chúa Trời, họ nghe giảng về Đức Chúa Trời, họ học về Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không thể dõng dạc nói với con của mình như David đã nói: hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài. David không thể khuyên Solomon như vậy nếu ông không hết lòng hết ý phụng sự Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây, người đi trước chỉ có thể để lại di sản khi chúng ta có những trải nghiệm với Chúa, khi chúng ta có những cái điều rất thật ở trong đời sống của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần có ở trong ngày hôm nay. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng. Ngài không phải chỉ nghe cái miệng chúng ta nói. Người biết Chúa không chỉ vì nghe người khác kể về Chúa, nhưng mà người có những trải nghiệm, có những giờ phút trò chuyện, tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, có những kinh nghiệm bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài và thấy lời của Chúa đem lại kết quả. Ngài dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Chúng ta không thể nào qua mặt Chúa được ở trong hai việc này. Chúa xét tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể ăn mặc xinh đẹp đi đến nhà thờ, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng ta hơn là bộ áo đẹp chúng ta mặc ở bên ngoài. Dĩ nhiên, khi tấm lòng đẹp mà có bộ áo đẹp nữa thì đó là tốt nhất. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có một bộ áo đẹp mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy, Ngài dò xét trong tấm lòng của chúng ta, Ngài thấy nó khác hoàn toàn, nó không đẹp chút nào hết, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thật sự biết Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là đấng ban thưởng và sửa phạt. Một lời hứa tuyệt vời khác mà David trong kinh nghiệm, ông đã chia sẻ lời với con của mình trong kinh nghiệm mà ông đã từng làm. Nó nói lên trong tất cả các thi thiên của ông. Ông nói như thế này: nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được. Cảm ơn Chúa. Một người kinh nghiệm có thể đảm bảo với con của mình cái điều đó. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được. Chúng ta nhớ David đã từng là cái người giống như là thét lên: con khao khát Chúa như nai cái thèm khát dòng nước. Ông đã kinh nghiệm Chúa làm cho ông được tươi mát. Chúa cho ông trải nghiệm Ngài như là một dòng nước mát. Khi con nai cái mà nó cho con nó bú, nó cần một cái lượng nước rất là nhiều. Cho con bú xong nó khát. Và vua David đã bày tỏ cái điều đó trong kinh nghiệm của ông với Chúa: nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được.
Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, hẳn Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Đây là một cảnh cáo mà người cha tại đây, vua David, đã nói một cách rất thật, rất cứng rắn cho con của mình. Và đây cũng là cái lẽ thật mà chúng ta cần nhớ cho chính mình cũng như nhắc nhở cho con cái của chúng ta. Nếu chúng ta lìa bỏ Ngài, thì Ngài chắc chắn hay là hẳn phải từ bỏ chúng ta đến đời đời, bởi vì Ngài tôn trọng sự tự do lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta chọn bỏ Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài phải tôn trọng cái sự lựa chọn của chúng ta, và Ngài sẽ để cho chúng ta không gặp Ngài cho đến đời đời. Khi chúng ta suy nghĩ về quả ngục, Kinh Thánh đó là cái sự chết thứ hai. Thì khi chúng ta hiểu Kinh Thánh cho chúng ta thấy quả ngục là cái nơi mà kinh khủng nhất trong cả vũ trụ. Tại vì tại đó không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài tôn trọng những người không muốn ở trong sự hiện diện của Chúa, kính sợ Ngài. Cho nên quả ngục đã được dành cho thứ nhất là Satan và những người khước từ tình yêu của Chúa trong đời sống này. Và Ngài tôn trọng. Chúng ta thử hình dung cái cuộc sống của chúng ta mà không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thế giới chúng ta mà không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng cầm cán cân công bình, Ngài là đấng sẽ xét xử tất cả, mà không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì thế giới của chúng ta sẽ là một cái nơi kinh hoàng. Phải không anh chị em? Chúng ta đang ở trong những ngày đó. Nhất là ở tại nước Mỹ này, một thế hệ đang sống và từ chối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi, thì họ đã làm những cái việc phạm tội không biết chán. Hôm qua tôi xem một cái bản tin và tôi phải chạy vào phòng vệ sinh vì buồn nôn. Và có những nhóm người họ đã tổ chức một cái lễ hội ở trước sân bóng chày baseball field của Dodger của California. Những người tín dục đồng giới này đã diễn một cái cảnh mà họ gọi là Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá. Một người đàn ông khác múa và làm những cái hành động rất sức là kinh hoàng. Họ phỉ nhổ và họ chống lại Đức Chúa Trời một cách hết sức là bẩn dơ như vậy. Tại vì Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt với những con người đó. Họ không còn thấy có sự cáo trách. Cho nên họ cứ làm những cái công việc mà đối với họ, thì họ cho rằng đó là điều tốt. Nhưng mà trong cái bản tin nó cũng có một điều còn an ủi. Đó là hầu hết những người đi xem bóng chày nó đã bỏ ra về, chỉ còn chừng vài chục người ở trong một cái sân có thể chứa mấy chục ngàn người. Hỏi những người cha, con cái của chúng ta đang đối diện với một cuộc sống như vậy. Nếu chúng không có được một cái di sản tốt đẹp mà chúng ta để lại cho chúng, chắc chắn những ngày tương lai của con cái của chúng ta không phải là những người hùng mạnh trên đất, mà sẽ là những người đau khổ trên đất này. Di sản là những món quà hiếm và quý từ một người này đến cho người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Là cơ đốc nhân chúng ta phải quyết tâm để lại một di sản lâu bền của cuộc đời tin kính cho hậu thế của chúng ta. Cho nên như người cha, các anh em đừng buồn mà nói rằng rồi nữa ngày Father Day ông Nguyễn Sĩ Khánh ông đem mình ra ông dũa nữa. Nhưng anh chị em làm một người đàn ông, làm người cha, làm người một sư quản nhiệm lãnh đạo hội thánh, đây là một trong những cái trăn trở lớn nhất ở trong cuộc đời của tôi. Và tôi biết theo như lời của Chúa, chúng ta những người cha, những người chủ gia đình, những người đàn ông, Chúa đòi trách nhiệm nơi chúng ta lớn lắm anh em. Eva nghe theo lời dụ dỗ của con rắn hái trái cấm. Nhưng mà khi Chúa đến, Chúa hỏi tội thì Chúa hỏi ông Adam. Chúa hỏi Eva. Vì trách nhiệm của người chủ gia đình. Em xin Chúa ngày ban ơn để chúng ta sẽ đón nhận lời của Chúa hôm nay. Nếu chỗ nào sai, sửa. Nếu chỗ nào cần phải được bồi đắp, chúng ta bồi đắp. Có những chỗ nào chúng ta đã làm đúng rồi, xin Chúa cho chúng ta được ơn làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải để lại một cái di sản tốt đẹp cho con cái của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể gửi chúng vào trong tương lai. Đó là con cái của chúng ta phải là những người hùng mạnh ở trên đất này. Con cái chúng ta phải là những người để lại những ảnh hưởng ở trên đất này. Xin Chúa ngài ban phước để lại di sản lâu bền cho con cái của mình. Châm ngôn chương 13 câu 22. Người lành để lại gia sản cho con cháu của mình, nhưng của cải của kẻ có tội để dành cho người công chính. Để ý anh chị em, người lành để lại gia sản cho con cháu của mình, nhưng của cải của kẻ có tội sẽ để dành cho người công chính. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta được ảnh hưởng bởi những thế hệ trước
nhất là trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta ráng cố gắng làm lụng dành dùm để chúng ta nghĩ rằng mình sẽ để lại một gia tài cho con cái của mình. Nhưng mà lời của Chúa tại đây nhắc nhở cho chúng ta thêm một điều rất là quan trọng. Nếu cái gia tài đó mà không phải là của cải của người kính sợ Đức Chúa Trời đó, thì của cải đó nó không ích lợi gì cho con cái của chúng ta. Người lành để lại gia sản cho con cháu của mình. Và tôi khuyến khích anh chị em chúng ta đi một bước hơn nữa. Đó là người tin kính Chúa. Chúng ta học để lại di sản chứ không phải chỉ là tài sản cho con cái của mình. Như tôi định nghĩa trên di sản không phải là để lại một cái gì đó cho một người. Nhưng mà di sản là để lại một điều gì đó trong một người. Anh chị em thấy khác biệt không? Khi chúng ta để lại một cái gì đó cho một người thì nó là những chuyện ở bên ngoài, chuyện đó có thể mất. Nhưng mà chúng ta để lại một cái di sản là chúng ta để lại bên trong một con người. Nó được bồi đắp, nó được gây dựng ở trong một con người. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rằng có thể bảo vệ được mà lâu bền. Di sản của chúng ta là những cuộc đời mà chúng ta đã ảnh hưởng. Tốt hay xấu chúng ta biết rằng chúng ta có ảnh hưởng trên những người xung quanh của chúng ta. Xin Chúa cho thì chúng ta quyết tâm để làm di sản tốt. Di sản của chúng ta có cái tiềm năng rất lớn vào trong tương lai. Nhiều năm về trước, khi tôi xem di sản của một con người, mà từ đó thì tôi quyết tâm và cầu nguyện với Chúa là Chúa trong ân điển và quyền năng của Ngài, con muốn làm con người đó. Và tôi đeo đuổi những điều cần thiết để có thể trở nên con người đó. Tôi muốn nói đến cuộc đời của một mục sư, tên là mục sư Jonathan và vợ là Sarah Edwards. Họ sống ở tại thế giới này, tân thế giới này, tại Mỹ này, tại Hoa Kỳ này vào thế kỷ 17. Từ bên nước Anh, họ di cư sang đây. Jonathan là người được kêu gọi đi học vì Chúa. Ông là một mục sư. Vợ của ông bà Sarah là con cái của một gia đình tin kính Chúa. Vì khi hai ông bà đến nước Mỹ này, họ đã sống một đời sống. Mà chúng ta sẽ thấy cái việc chúng ta để lại một cái di sản và gửi con cái hậu tự chúng ta vào trong tương lai để ảnh hưởng trên thế giới, chúng ta thấy một bức ảnh tuyệt vời. Người ta theo dõi và nghiên cứu về con cháu của vị mục sư này. Hai ông bà có 11 người con. Trong những năm ông sống ở trong chức vụ hầu việc Chúa, ông đã soạn và viết nhiều bài giảng, nhiều lời cầu nguyện và viết rất là nhiều sách. Là người đã ảnh hưởng của sự bắt đầu của cơn đại phân hưng ở tại nước Mỹ này. Bà Sarah thì là một người rất là kháng khích với chồng, đồng công với chồng trong chức vụ hầu việc Chúa. Ông thường hội ý với vợ trong những công việc soạn bài giảng cũng như là những công việc ở trong hội thánh. Họ dành thời gian để trò chuyện và thảo luận về những điều này. Và khi con cái của họ lớn lên đến tuổi trưởng thành, họ cho phép và mời con cái dự phần vào trong những cái thảo luận thuộc linh như vậy. Ảnh hưởng của đời sống của gia đình Edward rất là rộng lớn. Nhưng kết quả của đời sống trung tín với sự kêu gọi của Chúa trên đời sống ông có thể đo lường được trong con cháu hậu tự của họ. Có một tổ chức do bà Elizabeth Dobbs nghiên cứu và ghi nhận, thì bà tìm thấy một cái cuộc nghiên cứu của A.E. Winship. Ông đã theo dõi và đã ghi nhận một số thành quả của 1.400 con cháu của mục sư Edward như sau. 100 luật sư và khoa trưởng của trường luật. Hơn 100 người làm mục sư. 80 người làm việc trong chính quyền. 66 là bác sĩ và khoa trưởng của trường y khoa. 65 giáo sư đại học. 30 chánh án. 13 viện trưởng của đại học. 3 thị trưởng của thành phố lớn. 3 thống đốc của tiểu bang. 3 thượng nghị sĩ. 1 trưởng nhà ngân khố của Hoa Kỳ. Và mấy mươi năm trước có một phó tổng thống ở tại nước Mỹ này. Tuyệt vời không chứ? Hai con người tin kính Chúa hầu việc Đức Chúa Trời. Để lại di sản cho con cái của mình mà chúng ta thấy trải qua một thời gian dài khi con cái của họ, người ta, con cháu của họ đến tổng cộng là 1.400 người đó. Thì hầu hết là những người thành công trong xã hội. Không có một người nào phạm pháp bị ở tù. Đây, một cái gương mà chúng ta cần đeo đuổi.
tiềm năng của một con người kính sợ Đức Chúa Trời và rất yêu thích điều nét răng của Ngài trong lịch sử cận đại của chúng ta, hai ông bà Jonathan và Sarah Edwards cho chúng ta thấy lời của Chúa không bao giờ sai. Anh chị em, khi tôi nghe biết về cái thống kê này của gia đình của Edwards, tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa, con muốn có một gia đình như vậy. Ở tháng 8 này là vợ chồng chúng tôi đã cưới nhau được 39 năm. Và khi chúng tôi lập gia đình, chúng tôi thường cầu nguyện là xin Chúa ngày ban phước, và hầu như cho đến ngày hôm nay, xin Chúa ngày ban phước để việc chúng con chuẩn bị cho các bài giảng, cho những bài học kinh thánh, hay là ơn của Chúa để chúng con giúp đỡ cho những người chúng con tiếp xúc. Chúa ban ơn trên chúng con, để chúng con được phước và chúng con tiếp tục làm nguồn phước. Cầu nguyện cho con cháu của mình, Chúa gìn giữ bảo vệ chúng nó đi làm, đi học được bình an trong Chúa, khỏi những điều ác. Và xin Chúa ngày ban phước để gia đình của chúng con được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Trong một ý niệm mà chúng tôi cũng đã từng chia sẻ và kêu gọi anh chị em khi chúng ta nghe cái quyết tâm của Joshua: các anh có thể chọn một thần nào khác phục vụ chúng nó như là các thần của xứ này, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Một quyết tâm rất là rõ ràng, một lập trường rất là vững. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban phước để các anh em của tôi, chúng ta còn có cơ hội để ảnh hưởng trên con cái của mình. Hãy sống như thế nào để chúng ta để lại cho Chúa một di sản tuyệt vời nhất. Và tôi tin rằng có thể là bởi vì chúng ta phục vụ và thờ phượng một Đức Chúa Trời không việc gì là khó cho Ngài. Và khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta được gặp Ngài. Chúng ta nhờ cậy quyền năng của Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta được quyền năng của Chúa để chúng ta có thể sống và làm những công việc mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ở trong tâm trí của chúng ta và đời sống của chúng ta đó là: tôi sẽ để lại di sản nào? Hãy sống để chúng ta sẽ để lại một di sản tốt đẹp cho con cháu của chúng ta. Nó có bền lâu không? Người công bình sẽ không hề bị rúng động, kỷ niệm người ấy sẽ còn đến đời đời. Thi Thiên 112 câu số 6. Di sản của chúng ta để lại có lâu bền hay không? Sẽ không hư mất và còn lại đời đời không? Hay chúng ta chỉ để lại cho con cái của chúng ta những điều của vật chất, nhà cửa, tiền bạc, của cải, là những thứ nó sẽ qua đi. Sarah Flo dạy Timothy đầu tư cuộc đời mình với những người trung thành có tài dạy dỗ người khác. Xin Chúa cho để chúng ta cũng sẽ có một cái đầu tư như vậy, để chuyển giao chân lý của Chúa đến thế hệ kế tiếp của chúng ta. Sống một đời sống xứng đáng để là di sản cho thế hệ kế thừa phải là quyết tâm của chúng ta. Cho nên anh em, khi tôi khuyến khích anh chị em là mỗi người trong chúng ta phải sống đời sống tin kính Chúa đó. Chúng ta đừng chỉ nghĩ rằng thôi mình ráng cố gắng ở trong sức của mình, được thì được, không thì thôi. Và chúng ta chểnh mảng lười biếng trong đời sống thuộc linh của mình đó. Thì đừng quên rằng hậu tự của chúng ta bị chúng ta tước đoạt đi họ những cái phước hạnh mà đáng lý phải có. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Con cháu người ấy, không phải con cháu của ai xa lạ, nhưng mà con cháu của người ấy sẽ cường thịnh trên đất. Dòng dõi của người ngay thẳng sẽ được phước. Các anh em có muốn con cái của mình trở nên những người cường thịnh ở trên đất này không? Chắc không ai trong chúng ta muốn con của mình trở nên những đứa rất dơ, rất dưỡng, ngủ bờ, ngủ bụi. Không ai trong chúng ta muốn con cái của mình trở nên những đứa trẻ không nên gì, rồi lớn lên cũng không có một cái gì gọi là tốt đẹp trong đời sống. Nó không tự nhiên đến. Lời hứa này có một điều kiện, phải không chị em? Con cháu của người ấy sẽ cường thịnh trên đất, dòng dõi của người ngay thẳng sẽ được phước. Rồi, thay vì chúng ta làm nên của cải để lại cho con cái đó, thì bởi chúng ta kính sợ Chúa, rất yêu thích điều răn của Ngài, thì câu số 3 là của cải và giàu có đều ở trong nhà của người ấy. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều của cải khi chúng ta kính sợ Chúa và chúng ta rất ưa thích điều răn của Ngài. Chọn con đường này đi rồi chúng ta sẽ không thiếu cái gì hết. Còn chúng ta chạy đi theo tiền bạc của cải của trần gian này, chúng ta mất tất cả, bởi vì không có Chúa chúng ta không có gì hết. Một câu hỏi khác nó rất là quan trọng. Chúa bảo chúng ta bởi thẩm quyền đã được
Chúa đã nhận được trở lại từ trong tay của Ngài tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Để Chúa dạy chúng ta đi ra dạy dỗ muôn dân, khiến họ trở nên môn đồ của Chúa. Môn đồ hóa có nghĩa là chúng ta giúp đỡ để nhân bội theo cấp số nhân những người giống như chúng ta. Còn bây giờ các anh em đặt câu hỏi, mình có phải là một cái mô hình xứng đáng để nhân lên 100, 1000 lần không? Nếu chúng ta lười biếng chảnh mảng trong bước đường đi theo Chúa, đối với công việc của Chúa thì chúng ta theo như tatalism, đó là theo Chúa một cách tà đó. Thì cái cuộc đời như vậy có đáng để nhân lên gấp 100 lần hơn hay là 1000 lần hơn không? Chúng ta có trách nhiệm với những người con mà chúng ta đã đưa chúng vào trong đời này. Nhất là trong Chúa, Chúa dạy chúng ta cái trách nhiệm, hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó về già cũng không lìa khỏi đó. Cái con đường mà chúng ta dạy nó lớn lên, nó vẫn tiếp tục đi trong con đường đó. Con đường kính sợ Đức Chúa Trời. Con đường rất yêu thích điều răn của Ngài, để chúng có thể được phước ở trong ơn của Chúa. Cho tôi đề nghị với các anh em 5 điều chúng ta có thể làm để đảm bảo chúng ta để lại một di sản tuyệt vời cho con cái của chúng ta. Thứ nhất, kính sợ Chúa và vâng lời Ngài. Di sản của chúng ta bắt đầu từ trong tấm lòng của chúng ta, trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trở lại Thi Thiên 112 câu 1 câu 2. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Kết quả là gì? Con cháu người ấy sẽ cường thịnh ở trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Nhưng việc chúng ta trong cái quan niệm của Phật giáo đó, mình ráng cố gắng sống sao để phước lại cho con cái. Anh chị em, hỏi những người cha, lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy rằng điều này nằm trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải chúng ta ráng cố gắng sống để chúng ta để phước lại cho con cái. Nhưng mà khi chúng ta kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài, thì cái chuyện đương nhiên xảy ra là con cháu của Ngài sẽ cương thịnh trên đất và dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Muốn để phước lại cho con cái, yêu Chúa, kính sợ Ngài, yêu mến lời của Đức Chúa Trời, thì tự nhiên phước sẽ để lại. Mà phước của Chúa đó anh chị em, khi mà nó đến và nó thể hiện ra, thì chúng ta thấy rằng những người quan sát họ phải ngạc nhiên vì phước của Chúa đổ xuống ở trên cái gia đình đó, trên cái con người đó. Đối với những người đã lớn lên trong gia đình có ông bà cha mẹ là người con cái của Chúa, có nhiều khi chúng ta cũng hiểu nổi là sao mà mình được phước đến như vậy. Không phải chúng ta đâu, nhưng mà những thế hệ trước họ đã đầu tư vào trong cuộc đời của chúng ta và họ để lại di sản cho chúng ta, để chúng ta được ngày hôm nay. Để phước mà Chúa ngày ban cho họ, cho hậu tự của họ, chúng ta ngày hôm nay được ở trong cái dòng chảy đó, chúng ta được phước. Ở đây là điều tuyệt vời. Chúng ta có thể bắt đầu trở lại để phước của Chúa có thể đổ xuống cho con cháu của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời không có cháu. Tất cả đều phải trở thành con của Ngài. Cảm ơn Chúa về di sản của ông bà cha mẹ. Nhưng mà khi họ trao di sản đó một cách tốt đẹp mà không bị rơi rớt lên cho em, đó là lúc mà chúng ta biết rằng họ đã chuyển giao di sản đó vào trong chúng ta. Ở đây cũng là điều mà chúng ta phải đảm bảo. Nếu chúng ta để lại cho con cháu của chúng ta một di sản, nó có thể đánh mất. Nhưng mà chúng ta đặt ở trong lòng của nó, chuyển giao vào trong lòng của nó, thì nó sẽ đứng vững trong ơn của Chúa. Kính sợ Chúa, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài, có những lời hứa hết sức lớn lao cặp theo. Cảm ơn Chúa. Hãy hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa là sao? David nói, chúng ta kính sợ Chúa là chúng ta nhận biết rằng Chúa là đấng thấy hết tất cả những tư tưởng và tấm lòng của chúng ta. Sống kính sợ Chúa là chúng ta biết rằng Chúa Ngài đang quan sát, Ngài đang thấy cuộc đời của chúng ta như là ban ngày. Cho nên chúng ta không dám nói những lời không đúng sự thật. Chúng ta không dám làm ăn buôn bán không đúng sự thật. Chúng ta không dám làm những công việc mà Đức Chúa Trời Ngài không vừa lòng. Đó là kính sợ Chúa. Nếu chúng ta nhận biết rằng con cặp mắt đang theo dõi chúng ta, cặp mắt đó thấy hết. Trong đêm khuya, trời tối không trăng không sao, cặp mắt đó vẫn thấy chúng ta một cách rõ ràng. Tôi nhớ một câu chuyện mà ba của tôi nói chuyện với tôi. Ông dùng cái hình ảnh này mà tôi nhớ luôn cho đến bây giờ, mấy chục năm rồi. Đức Chúa Trời Ngài quyền năng đến độ, Ngài biết hết tất cả mọi sự. Nếu trong đêm tối đen mà có một con kiến đen ở trên một cục đá màu đen, Đức Chúa Trời vẫn thấy con kiến đen đó. Và tôi nhớ lần này tôi nói rằng
Có những cái lúc mình nghĩ rằng tắt đèn không ai thấy đó, Đức Chúa Trời thấy. Có chuyện chúng ta nói, nói nhỏ nghe, Đức Chúa Trời nghe. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ kính sợ Đức Chúa Trời, vì chúng ta sẽ không dám làm những công việc mà chúng ta có thể qua mắt được mục sư, qua mắt được những người xung quanh chúng ta, luôn cả qua mắt vợ con của mình nữa. Nhưng chúng ta không thể nào qua mắt Đức Chúa Trời được. Lúc đó sẽ giúp cho chúng ta có một lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Yêu thích lời của Ngài để chúng ta có thể vâng lời Ngài. Đó sẽ là điều tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Điều răn của Chúa, lời của Chúa là những lời chân lý. Mà khi chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào bị lay chuyển được. Đó lý do mà kỷ niệm của người công bình không hề bị rúng động là như vậy đó anh chị em. Vì nó được xây dựng trên lời còn lại đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi lúc nhỏ được những người bạn vong niên khuyến khích tôi đọc những quyển sách Học Làm Người mà dịch giả Hiến Lê đã dịch. Thì cầm những cuốn sách đó lên đọc mình thấy hay quá. Mấy cái tư tưởng của mấy cái ông này ở đâu mà nó hay quá như vậy. Cho đến khi tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh, nhìn lại mới thấy những ý tưởng này đã được Đức Chúa Trời ghi trong lời của Ngài rồi. Mình giống như là thán phục về những cái ý tưởng của những tác giả mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã dịch sang tiếng Việt của chúng ta, những cái quyển sách Học Làm Người đó. Hay là quyển Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Anh chị em, nó không thể nào so sánh nổi với sách Châm Ngôn của chúng ta. Yêu thích lời của Chúa, sẵn sàng để làm theo lời Ngài, chúng ta sẽ được phước. Thứ hai, nhận diện nhu cầu của thế giới và với lòng thương xót, hành động một cách cụ thể. Ủa, chị nhìn, nó liên quan gì đến di sản cho con cái thôi, liên quan rất là gần. Có một thái độ sống mà lời của Chúa bảo chúng ta tại đây. Đó là khi chúng ta rải tiền của bố thí cho người nghèo khó. Sự công chính của cái người đó, cái người hay bố thí, cái người hay giúp đỡ cho những người có cần đó sẽ còn lại đến đời đời. Sừng của người ấy sẽ được ngước lên trong vinh quang. Đây là lối sống mà công dân của nước của Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta sống. Trong những ngày qua, kể từ lúc chúng ta được nhắc nhở về cuộc đời của tiên tri Elise, chúng ta nhớ cái người đàn bà quá, chồng là một tiên tri qua đời. Và bây giờ chủ nợ đến muốn bắt hai đứa con của bà để đi làm nô lệ để trừ tiền nợ. Bà chạy đến với tiên tri của Chúa. Thì tiên tri của Chúa sau khi nghe bà trình bày, ông đặt một cái câu hỏi, ta có thể làm gì cho người? Và chúng tôi đã khuyến khích anh chị em, mỗi người trong chúng ta chọn một cái lối sống. Chúng ta gặp bất cứ những người nào có nhu cầu, hãy hỏi họ câu hỏi đó, vì nó lợi ích cho chúng ta và cho họ nữa. Rằng tôi có thể làm gì cho bạn? Tôi có thể giúp bạn điều gì? Nếu cái nhu cầu của họ nó nằm ngoài cái khả năng tài nguyên của chúng ta để có thể đáp ứng nhu cầu đó, chúng ta có một Đức Chúa Trời đấng vô hạn, mà bởi lời cầu nguyện chúng ta có thể kết nối quyền năng và sự giàu có của Đức Chúa Trời cho nhu cầu của người bạn của chúng ta. Hãy làm người, một tay nắm Đức Chúa Trời, một tay nắm người có nhu cầu, và xin Chúa cho chúng ta làm ống dẫn trong sự cầu thai cầu nguyện. Và nếu Chúa cho phép chúng ta thật sự có những gì chúng ta có thể giúp đỡ cho, hãy rời rộng trong sự bố thí cho ra. Vì ban cho là có phước hơn là nhận lãnh. Và đây dồn Chúa cho chúng ta những cái phước hạnh mà Chúa Ngài nói với chúng ta, người rải tiền của bố thí cho người nghèo khó, sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Con cái của chúng ta sẽ nắm bắt được một cái di sản chúng ta giao lại cho chúng khi chúng biết sống cho tha nhân nữa. Cái đời sống của một người ích kỷ chỉ biết cho riêng mình đó anh chị em, đời sống nó nghèo lắm. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng không ban phước được trên cuộc đời đó. Vương quốc của Đức Chúa Trời, nền kinh tế của Đức Chúa Trời sẵn sàng vận chuyển, yểm trợ cho những ai cho ra. Chúng ta cho ra, không bao giờ mất, Đức Chúa Trời Ngài sẽ chăm đầy trở lại. Và chúng ta lại có cơ hội để cho ra. Còn nếu không thì tài chính của chúng ta là một cái chỗ tù động. Và nó ngồi yên một chỗ đó, mà chúng ta đầu tư trên trần gian này, thì nó đang chờ đợi của sâu mối ten rét, của kẻ trộm đào ngạch quét vách vào mà lấy. Nhưng khi chúng ta đầu tư ở thiên đàng, khi chúng ta cho ra, chúng ta bố thí cho những người nghèo, chúng ta sẽ nhận lại được. Hôm nay chúng ta ném bánh trên mặt nước, ngày mai chúng ta sẽ ăn cái bánh đó trở lại. Hôm nay chúng ta giúp cho người nghèo khó là chúng ta cho Đức Chúa Trời vay mượn. Anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng làm người mượn của chúng ta. Lời của Chúa nói như vậy. Đấng giàu có nó mà sẵn sàng có thể làm người thiếu nợ chúng ta. Khi chúng ta cho những người nghèo khó là chúng ta cho Đức Chúa Trời vay mượn. Mà khi Chúa trả thì Chúa trả chỉ chừng đó, đúng cái vốn của chúng ta, mà Chúa sẽ cho có nhiều phần lời ở trong đó.
lối sống này, khi chúng ta sống và làm gương trước mặt con cái của chúng ta đã chuẩn bị để chúng nó trở nên những người vĩ đại. Phóng tầm nhìn khắp nơi trên thế giới, những con người vĩ đại, những con người đã để lại những ảnh hưởng lớn lao trên thế giới loài người của chúng ta, là những con người tìm thấy nhu cầu của ai đó, của vùng đất nào đó, của một nhóm người nào đó và đáp ứng nhu cầu đó. Khi một nữ tu sĩ của Công giáo mẹ Teresa thấy nhu cầu của những người nghèo ở tại xứ Ấn Độ, bà đã qua bên đó, ban cho giúp đỡ cho họ. Và chúng ta thấy rằng bà đã để lại một cái gương sáng cho sự phục vụ những người nghèo. Nhìn đi anh chị em, những người đã tạo ra những cái tổ chức để giúp đỡ những cô nhi viện, bệnh viện, vân vân, đều là bắt đầu từ những người con cái tin kính Chúa. Và đời sống của họ để lại những điều thật là lớn lao. Chúng ta không thấy cái người ích kỷ nào được liệt vào danh sách của những con người vĩ đại. Đó là lý do mà lời của Chúa nói rằng kỷ niệm của cái người cùng mình, cái người rải tiền của bố thí cho người nghèo sẽ còn lại cho đến đời đời là như vậy. Vì điều đó cũng giúp cho chúng ta sống giống như Chúa của chúng ta. Matthew chương 9 câu 36 nói, Matthew chương 9 câu 36, khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Đó là cứu Chúa của chúng ta. Đấng mà chúng ta làm môn đồ của Ngài, tức là chúng ta phải làm một bản sao y giống như Ngài. Chúng ta cần để lại một di sản bằng cách vợ chồng dấn thân để làm một điều gì đó để biến thế giới của chúng ta trở nên tốt hơn. Hỏi những người chủ gia đình hãy hướng dẫn để vợ của mình cùng hiệp tác để chúng ta sẽ làm một cái việc gì đó mà chúng ta khiến cho thế giới của chúng ta trở nên tốt hơn vì sự có mặt của chúng ta trên đất này. Chúng ta đi qua cuộc sống này, dấu chân của chúng ta phải để lại trên quả địa cầu này một cái điều tốt đẹp gì đó. Amen. Thế giới có thể không biết chúng ta khi chúng ta ngoe ngoe khóc chào đời. Nhưng mà trong Chúa, trong ơn của Ngài, trong quyền năng của sự cứu rỗi của Chúa và phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta, thì chúng ta không thể nào chết đi mà không ai biết chúng ta và cũng không ai nhớ chúng ta. Cuộc đời của chúng ta phải để lại những di sản có ảnh hưởng lớn lao như vậy trong ơn của Chúa. Muốn được như vậy, tôi đề nghị anh chị em, chúng ta làm mới lại cái lòng quan tâm của chúng ta cho những người xung quanh. Mỗi buổi sáng khi chúng ta lái xe từ nhà xe của mình đi ra xa lộ rồi chúng ta đi làm việc, từ nhà cho đến chỗ làm, từ khu xóm của chúng ta ở, chúng ta đi ngang qua dãy nhà này sang dãy nhà khác, hãy làm mới lại câu hỏi mà chúng ta cần hỏi, đó là trong tất cả những căn nhà này có phải hết thảy đều là con cái của Chúa chưa? Có phải là những người đã nghe tin lành cứu rỗi của Chúa chưa? Nếu chưa, chúng ta biết cái tương lai của họ rồi. Bất cứ lúc nào họ lìa cuộc đời này, họ sẽ đi và quả ngục đời đời. Trung bình một năm, trong thế giới cận đại của chúng ta có khoảng 30 triệu người chết nhưng mà chưa bao giờ được nghe đến tin lành của Chúa. Trong khi có những người đi nhà thờ suốt cuộc đời của mình, nghe tin lành của Chúa giảng đi, giảng lại, giảng đi, giảng lại. Nhiều khi mình còn giận một mục sư nữa, tối ngày cứ giảng tin lành hoài. Tôi nghe cái phần kinh thánh đó rồi. Trong khi có những người trong đời của mình chưa bao giờ được nghe tin lành của Chúa. Đây là sự bất công không thể tiếp tục diễn ra được. Xin Chúa cho để chúng ta quan tâm đến những người lạc mất, những người có nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của họ. Thứ ba, cầu nguyện với gia đình, xin Chúa sử dụng bạn để thực hiện mục đích của Ngài. Sự ký thứ nhì chương 4 câu số 10, Thánh Linh của Chúa đã soi sáng để người viết sự ký này đã ghi lại cho chúng ta một câu chuyện, một câu kinh thánh. Và tôi tin rằng Chúa Ngài cho ghi lại vì có lý do. Ngài muốn chúng ta đọc học để chúng ta cũng sẽ có lời cầu nguyện như vậy. Tôi muốn nói đến lời cầu nguyện của Giabê. Giabê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con, nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ. Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin. Giabê xin cái gì anh chị em? Thứ nhất, ông xin Chúa ban phước cho ông. Cảm ơn Chúa. Mà nhớ phước của Chúa, phước từ trời, là khi Chúa đổ xuống, Ngài muốn thấy chúng ta chia ra.
nhận phước của Chúa để làm nguồn phước. Xin Chúa ban phước. Xin Chúa ngày mở rộng bờ cõi, tức là ảnh hưởng của ông. Xin Chúa giữ ông khỏi sự cám dỗ. Xin Chúa ở cùng ông để ông không làm cớ buồn rầu, nhưng mà sẽ là cớ vui mừng. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin. Đây là một trong lời cầu nguyện được ghi lại cho chúng ta mà cái kết quả tức thì đó anh chị. Đức Chúa Trời ngài nghe Gia-bê cầu xin điều này, nó vừa tấm lòng của Chúa. Con xin đúng theo ý của ta và tấm lòng của ta nè, con hãy nhận điều này. Xin Chúa ban phước để chúng ta cùng với gia đình mỗi ngày cầu nguyện, không phải chính xác theo như chúng ta học thuộc lòng với lời cầu nguyện này, nhưng mà ý chính tại đây là xin Chúa ban phước cho chúng con. Vợ chồng ngồi lại với nhau cầu nguyện buổi sáng, hay là cùng nhau cầu nguyện trong giờ ăn, hay là buổi tối của gia đình, cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước cho chúng con, xin Chúa ngài mở rộng bờ cõi tầm ảnh hưởng của chúng con. Hiện tại con có 50 người bạn, xin Chúa ngài cho để năm tới con sẽ có 500 người bạn. Đời sống của con hiện tại đang ảnh hưởng trên chừng này người, xin Chúa tiếp tục mở rộng bờ cõi của tôi, của con, bởi vì càng rộng chừng nào thì chúng ta càng có cơ hội để ảnh hưởng cho nhiều người chừng đó. Cảm ơn Chúa. Ông cũng thừa biết con người bất toàn như ông, nói cái chuyện mà mẹ sanh mình ra là bà cũng thiếu điều muốn chết được, cho nên bà đặt tên cái thằng Gia-bê là cái thằng làm cho mẹ của mình khổ sở đau đớn khi sanh mình ra. Ông muốn thay đổi cái điều đó. Xin Chúa đừng để con làm cái cớ gây đau đớn, gây khó khăn cho những người xung quanh, nhưng mà xin Chúa cho con làm cái cớ của sự vui mừng. Tuyệt vời. Xin anh chị em, mình hồi trước đến giờ, trước khi tin Chúa, hay là hiện tại mình là cái người mà làm cho cha mẹ của mình là khóc muốn gọi là mờ mắt, đầu bạc phơ vì mình. Xin Chúa cho để mình dám xin là lại Chúa. Kể từ khi con gặp Chúa và khi con hiểu được điều này, xin Chúa cho đời sống con không làm cớ của sự buồn rầu nữa. Con có thể sanh ra khó sinh làm cho mẹ đau đớn sanh con, nhưng mà con không muốn điều này xảy ra nữa. Nhưng mà muốn cuộc đời của con sẽ làm cái cớ vui mừng. Khi người ta nói với mình đó, ô cảm ơn Chúa vì tôi được tiếp xúc với cái chị đó, cái anh đó, mà cái gia đình của tôi ngày hôm nay được như thế này. Đó là cớ của sự vui mừng, cớ của sự tạ ơn Chúa, anh chị. Đừng để cuộc đời của chúng ta người ta nhìn và nó nói rằng sao cái người gì mà nó lạ như vậy, mình đi đâu mình làm cớ buồn rầu đến đó. Không, mỗi ngày cầu nguyện xin Chúa sử dụng chúng ta để thực hiện ý muốn của ngài. Hãy cầu nguyện với người phối ngẫu của mình rồi xem cuộc đời của mình thay đổi đến cỡ nào. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, giúp đỡ người phối ngẫu của bạn quản lý tốt các thứ ơn và khả năng mà Chúa ngài ban cho, cũng như giúp đỡ cho con cái nhận biết thế nào Đức Chúa Trời đã sử dụng ân tứ và khả năng của chúng ở trong những ngày qua. Khải tượng của Hội Thánh của Chúa: yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích để chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới. Những điều này chúng tôi tin rằng nó công kinh nền tảng của lời Đức Chúa Trời một cách rất là vững vàng. Chúa muốn chúng ta quản lý thật tốt các thứ ơn mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta. Và chúng ta cũng giúp để con cháu của chúng ta cũng sớm khám phá và sử dụng những gì Chúa ngài đã trang bị để chúng ta có thể làm người phước cho những người xung quanh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ, khi chúng được tái sanh, được Chúa ngài sanh chúng ta lại trong Đấng Christ, thì ngài biến chúng ta trở nên một tuyệt tác ở trong tay của ngài. Cảm ơn Chúa. Đừng mắng mình là bất tài vô dụng nữa. Ở trong Đấng Christ, chúng ta là những người có rất là nhiều tài. Chúng ta là những người có rất là nhiều ơn. Chúng ta có những sự ban cho siêu nhiên của Thánh Linh của Chúa. Và chúng ta là những người có thể bước vào và làm trọn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta làm theo. Rồi, Mục sư Khánh lại đi vào trong lối mòn này nữa. Không anh chị em, đây là sự chuẩn bị cho chúng ta cái ngày chúng ta gặp Chúa. Chúng ta phải trả lời trước mặt của Chúa yêu dấu chúng ta những việc chúng ta làm hay là không làm kể từ lúc mình được cứu. Việc lành mà Chúa ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta có biết nó là gì và có bắt đầu chưa? Tôi đâu biết là Chúa có cái gì sắm sẵn cho tôi, tưởng đâu cái đó dành cho một sự khánh không? Tất cả chúng ta những người được cứu đều có việc lành mà Chúa sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta làm theo.
Và cái ngày chúng ta gặp Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ hỏi cái việc lành mà ta đã sắm sẵn trước cho con đó, con đã làm như thế nào? Dạ không biết, ông Sư Khánh đâu có giảng được đâu. Không, không, tôi đã giảng rất là nhiều và tôi đang nói với anh chị em điều này. Và Chúa Ngài chắc chắn Ngài cũng sẽ đưa ra tất cả những cái bằng chứng rằng anh em đã được nhặt. Anh em có một cái môi trường mà chúng tôi muốn giúp đỡ để tất cả chúng ta được khám phá những gì Chúa Ngài ban cho để chúng ta sử dụng, chúng ta hầu vì Chúa. Bắt đầu bằng việc chúng ta giúp chính mình và người phối ngẫu của chúng ta cũng như con cái của chúng ta biết mình có cái gì, Chúa trang bị cho chúng ta điều gì, ân tứ mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, khả năng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta để sử dụng và làm nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Giúp con cái chúng ta kháng khích với hội thánh của Chúa. Hội thánh đang cần nhiều người hiệp tác nữa để sử dụng khả năng ân tứ và khải tượng để phục vụ cộng đồng và thành phố của chúng ta. Giúp con cái chúng ta nhận diện và giữ vững lập trường. Vì chúng ta đang ở trong những ngày mà tin tức, trào lưu sóng, mạng xã hội có thể ảnh hưởng rất xấu trên con cái của chúng ta. Phải giúp đỡ dạy dỗ để chúng có một lý tưởng để sống, có một mục đích để sống, để không ai có thể nói ra, nói vào và kéo chúng ra khỏi. Phải giúp cho con cái của chúng ta có một lập trường vững vàng và có một hướng đi rõ ràng trong ơn của Chúa. Thứ năm, cầu xin Chúa cho con cái chúng ta có mục đích và hướng đi cũng như sứ mạng. Và điều thách thức ở đây là để lại di sản, chứ không phải chỉ để lại tài sản cho con cái mình mà thôi. Con cái chúng ta là sứ giả chúng ta gửi vào trong tương lai. Giúp cho chúng thấy được mục đích, hướng đi và sứ mạng. Tôi nghe rất là nhiều cha mẹ cố vấn cho con cái của mình chọn ngành nghề làm bác sĩ đi con, làm luật sư đi con. Vì đó không sai, nhưng nếu đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi của Ngài cho con cái của mình, chúng ta đưa con vào trong cái chỗ khó xử. Nhưng nếu chúng ta hết lòng giúp đỡ cho con cái chúng ta tìm được mục đích, hướng đi và sứ mạng của Chúa cho đời sống, thì mọi việc sẽ là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Nếu giàu có, phước hạnh của Chúa nằm ở trong nhà của người kính sợ Chúa và rất ưa thích điều răn của Ngài, thì đừng sợ con của mình nó làm mục sư. Chỉ sợ là con của mình nó không kính sợ Chúa và không yêu thích điều răn của Chúa. Nhiều người sợ là mình gần gũi, mạnh mẽ, nóng cháy với Chúa, coi chừng Chúa bắt mấy đứa con của mình nó làm mục sư hết. Hầu vì Chúa có khó khăn, thách thức ở trong chức vụ, nhưng mà phước hạnh lắm anh em ơi. Có người hỏi tôi về chơi mục sư, nếu có thể thay đổi, mục sư có đổi không? Tôi nói không. Có những lúc bị lôi cuốn vào trong cái chỗ mình nói ước gì, nhưng mà không, chỉ ước thôi, chứ không đổi. Phước hạnh của Chúa thì thật là tuyệt vời. Điều thứ sáu, vác thập tự giá của mình mà theo Chúa mỗi ngày. Con gái phải thấy chúng ta làm gương trước mặt chúng. Có một người đã bị bắt buộc để vác thập tự giá cho Chúa Giê-xu. Tôi muốn nói đến ông Simon người Cyrene. Ông ở ngoài đồng về, đang đi ngang thì thấy ông chắc có lẽ là người to lớn. Lúc đó Chúa Giê-xu đã yếu sức, cho nên là mà bắt Simon vác thập tự giá thay thế cho Chúa Giê-xu. Họ dắt Chúa Giê-xu đi trước, ông đi theo sau vác thập tự giá cho Chúa. Và trong lúc ông vác thập tự giá cho Chúa đó, thì có một gì đã thay đổi ở trong tấm lòng của ông, khiến ông từ cái chỗ bị bắt vác thập tự giá trở nên người bằng lòng mỗi ngày vác thập tự giá theo Chúa. Món ảnh hưởng một cách hết sức là lớn lao ở tại đây muốn nói đến về cái vấn đề di sản. Chúng ta nghe một vài câu kinh thánh để chúng ta thấy được cái dòng chảy của cuộc đời của con người này kể từ cái giây phút bị bắt vác thập tự giá cho Chúa Giê-xu. Luca chương 23 câu 26 chép: khi giải Đức Chúa Giê-xu đi, họ bắt một người Cyrene tên là Simon từ miền quê lên và buộc anh phải vác cây thập tự theo Ngài. Mát chương 15 câu 21, họ bắt một người qua đường vác thập tự giá của Ngài. Người này tên là Simon người Cyrene, là cha của Alexander và Rufu, vừa từ miền quê lên. Để ý đến Alexander và Rufu. Roma chương 16 câu số 13, đây là lời sứ đồ Phaolô, ông đã viết cho hội thánh ở tại thành Roma: kính chào Rufu, người được Chúa chọn, và kính chào thân mẫu của anh cũng là thân mẫu của tôi. Ngay cái giây phút Simon người Cyrene này đổi cái vị trí của mình, trước đây là mình bị người ta bắt để vác thập tự giá, người khi anh quyết định
tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa và mỗi ngày tự mình vác thập tự giá mình đi theo Chúa. Thì đây là sự thay đổi. Ông đã trở về và chúng ta thấy tại đây, ông đã hướng dẫn cho vợ của mình theo Chúa. Bà được Chúa ngày ban phước đến độ bà trở nên thân mẫu hay là mẹ thuộc linh cho sứ đồ Phao-lô. Wow. Hai con trai của ông là Alexander và Rufo phải là một cái người đã ảnh hưởng rất lớn cho hội thánh của Chúa ở tại thành Roma, đến độ Mark phải giải thích và kết họ vào để người ta mới biết cái ông Simon người Siren này là ai. Vì ông đã để lại một cái di sản đã ảnh hưởng trên hai con trai của mình, Alexander và Rufo. Đây là bức ảnh của sự chuyển giao di sản thuộc linh tuyệt vời mà chúng ta có thể thấy được ở đây. Các anh em thân mến của tôi là những người cha, có thể bạn bị bắt vác thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, bị lớn lên trong gia đình có đạo, v.v. Có người thì theo đạo vợ cho nên mới đi nhà thờ. Nhưng mà hãy để cho cuộc đời của mình bước vào trong cái vị trí mà Simon người Siren này đã kinh nghiệm. Ban đầu bị bắt vác thập tự giá cho Chúa Giê-xu, ông chuyển thành người tình nguyện mỗi ngày vác thập tự giá, có nghĩa là chết với chính mình, kể mình đã chết với Chúa, chịu đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tin nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình, và hàng ngày vác thập tự giá đi theo Chúa Giê-xu, kính sợ Ngài, ước rất ưa thích điều răn của Ngài. Trong đó có truyền giáo cho cộng đồng truyền giáo gần nhất của mình là về nhà, hướng dẫn cho vợ của mình tin Chúa, hướng dẫn cho hai con trai của mình tin Chúa. Và chúng ta thấy tại đây Đức Chúa Trời Ngài đã cất nhắc họ lên. Alexander Rufo trở nên lãnh đạo trong hội thánh ở tại thành Roma, và vợ của ông đây được kể là mẹ của Rufo nữa, người được Chúa chọn đó. Hãy gửi lời thăm kính chào thân mẫu của anh cũng là thân mẫu của tôi. Tuyệt vời. Cho nên các anh em của tôi, di sản mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu của chúng ta là gì? Nếu cho đến giờ phút này chỉ là một người quẩy quải đi theo Chúa, ráng cố gắng đi theo Chúa, gồng mình đi theo Chúa, bữa được bữa mất. Chúng ta có muốn con cái của chúng ta sẽ học theo gương chúng ta như vậy cho thế hệ kế tiếp không? Rồi con cái của chúng ta cũng đi nhà thờ, bữa được bữa mất, đi theo Chúa, cũng không để lại một cái dấu ấn gì trên cuộc đời này. Hãy làm một cuộc cách mạng trong ngày hôm nay. Chỗ nào cần kiện toàn, xin Chúa cho chúng ta được kiện toàn. Hãy nhớ một điều, chúng ta để lại di sản cho thế hệ kế tiếp, dù muốn dù không. Di sản đó là cái gì? Một cái gương theo Chúa tà tà, hay là một cái gương theo Chúa kính sợ Đức Chúa Trời, rất yêu thích các điều răn của Ngài, được Chúa nhận ban phước, làm nguồn phước cho muôn người. Tất cả những người cha, chúng ta đều có cơ hội để để lại di sản cho con cái của mình. Đức Chúa Trời Ngài đã định như vậy. Có thể ai đó nói, nhưng mà một sự con của tôi giờ nó lớn hết rồi, chúng ta còn có cơ hội. Ngày nào chúng ta còn sống trên đất này, còn có cơ hội. Con gái của chúng ta hiện tại nó có thể nó xa Chúa, nó như một cái cây đã khô rồi, nhưng nếu gốc của nó là thánh, nó chỉ nghe cái mùi hơi nước thôi thì nó sẽ đâm chồi lên như một cái nhành tơ. Đó là sức mạnh của tin lành của Chúa. Và hơi nước là khi chúng ta cầu thai cho con cái của mình, Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt cuộc sống của nó, dù nó héo rồi ở trên, nó không còn cái gì nữa, nhưng mà bởi vì gốc của nó là thánh thì nó sẽ được thu hút khi nghe mùi hơi nước. Cảm ơn Chúa. Tôi khuyến khích hỡi những người cha, tương lai của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở tại nước Mỹ này, quê nhà của chúng ta, sẽ như thế nào tùy thuộc vào chúng ta, những người thuộc về thế hệ đang có tiềm năng để chúng ta ảnh hưởng trên thế hệ kế tiếp. Nếu chúng ta muốn con cái chúng ta trở nên những người hùng mạnh ở trên đất này, muốn con cái chúng ta là những người được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng một cách lớn lao, hãy sống và làm gương cho chúng trong sự kính sợ Chúa, trong việc yêu thích lời của Đức Chúa Trời. Tôi thách thức điều này và tôi sẽ tiếp tục thách thức. Các anh em của tôi, con cái của chúng ta nó nhìn chúng ta. Nếu chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, thì tôi khuyến khích kể từ hôm nay, hãy như người cha có mặt ở nhà thờ trước buổi thờ phượng,
Buổi thờ phượng bắt đầu lúc 11 giờ chứ không phải lúc 11 giờ chúng ta mới tới sân nhà thờ. Mà 11 giờ là chúng ta tề tự sẵn sàng để ra mắt Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta bày tỏ sự kính sợ Chúa. Thấy không? Mình đi ăn cưới, mình đã đi trễ quen rồi. Được nổi tiếng là người Việt Nam mà không đi trễ thì giống như người Mỹ không ăn đậu. Ở Việt Nam của chúng ta nổi tiếng đi ăn cưới là đi trễ hơn 1 giờ đồng hồ, hơn 2 giờ đồng hồ, khiến cho cộng đồng của những người Mỹ họ nhìn chúng ta nói ra mấy cái người này thiệt là đúng là thì giờ của họ đi mau chứ không phải là thì giờ bay mau như ở tại Mỹ này. Rồi chúng ta đem cái chuyện đó vào trong nhà của Chúa. Chúng ta đã xem thường cái gia đình mà họ tổ chức cái tiệc cưới rồi. Điều đó đối với con người, nhưng mà đừng đem cái điều đó để chúng ta xem thường Đức Chúa Trời trong việc chúng ta đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa. Chúng ta đi làm mà chúng ta đi trễ 3 lần là nó đuổi việc rồi. Hãy bày tỏ lòng kính sợ Chúa. Cho con cái chúng ta biết rằng chúng ta là những người rất yêu thích điều răn của Chúa. Quyển Kinh Thánh phải là quyển sách mà chúng ta yêu mến. Có chừng chúng ta ngày hôm nay yêu đủ mọi thứ hết, trừ ra yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Đừng nói là rất yêu thích lời của Đức Chúa Trời. Thay đổi. Vì những cặp mắt đang theo dõi chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều trên chúng ta. Hội thánh chúng tôi hiệp tác với anh em để giúp đỡ cho con cái anh em, nhưng mà chúng tôi không thay thế anh em được. Thì tối đa một tuần chúng tôi có thì giờ để giúp đỡ cho các giáo tối đa là 3 tiếng đồng hồ. Còn những giờ còn lại ở nhà, chúng nó đang xem cái gương đang sống, đang đi lại trước mắt chúng nó. Cái gương đó làm cái thế nào thì chúng sẽ bắt chước theo thế đó. Khó phải không chứ? Đó là lý do mà những người con có mặt ở tại đây, tôi khuyến khích lại cầu nguyện cho cha của mình. Ở những người vợ hãy cầu nguyện cho chồng của mình. Chúng ta có những lời khích lệ họ, có những lời động viên họ, và để họ được ơn của Chúa để lãnh đạo gia đình. Nếu các chị em quen đã thay thế chồng của mình để lãnh đạo gia đình, cầu nguyện xin Chúa cho mình bước xuống, đứng vào trong vị trí cầu nguyện để yểm trợ chồng của mình đứng lên và làm người lãnh đạo. Bởi nó ảnh hưởng rất là lớn ở trong tâm trí và tấm lòng của một người đàn ông khi bị vợ của mình hướng dẫn. Đó là lý do tại sao mà chồng không thể ngồi xuống cầu nguyện với mình được. Đó là lý do tại sao chồng không thể ngồi xuống học Kinh Thánh với mình được. Bởi vì cái tự tri, cái self-esteem của người chồng nó bị xuống quá thấp rồi. Xin Chúa ngài giúp đỡ. Tôi biết vì trước đây chồng của mình chưa có cái đời sống tin kính Chúa và chưa hiểu biết lời của ngài, đã lười biếng hay là đã giao cho mình cái quyền để quyết định nhiều việc. Nhưng mà trong ánh sáng, trong phước hạnh từ nơi Chúa, xin Chúa cho có một cuộc cách mạng ở trong gia đình của chúng ta. Ở đâu ra đó trật tự. Chồng là đầu vợ như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Nếu ta lộn những cái thứ tự này, đời sống gia đình của chúng ta nó cũng sẽ lộn tùng phèo, giống như là cái mớ bồng bồng mà Chúa ngài có quyền để có thể thay đổi. Amen. Mình xin Chúa ngài cho chúng ta mỗi ngày một tiến bộ càng hơn trong ơn của Chúa. Để phước hạnh Chúa ngài ban cho chúng ta sẽ được Chúa ngài hướng dẫn để chúng ta có thể tấn tới ở trong ơn của ngài. Và trong thời gian này thì chúng tôi xin phép được cầu nguyện cho quý ông. Mình xin Chúa ngài ban phước. Con cái của chúng ta sẽ đi vào và sẽ tặng những chiếc áo thun. Rất tiếc là tiếng Anh, nhưng mà cái nghĩa của nó là di sản của một người, của một người cha. Và xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ mặc cái áo này ở trong những ngày sắp đến và được nhắc nhở. Đây, một người đang sống làm gương, đang chuẩn bị chuyển giao một cái di sản vào bên trong những đứa con, những người mà mình đã được Chúa ngài ban cho đặc ân để làm cha tinh thần nữa. Thì Chúa ngài có thể ban phước, mà nhiều người sẽ được phước ở trong ơn của Chúa qua cuộc đời của các anh em. Xin Chúa ngài ban ơn trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.